không? Chứ lâu lâu cái nó mở vô nó bán nó không có hết. Chứ hồi xưa làm cái ống cái độ dốc không tới, em biết không? Xưa lúc mà anh làm cái quán thì cái độ dốc này nó không đủ. Nó hơi ngang á, rồi lo thời gian sau cái mở nó bán nó là nó tắt. Lâu lâu mấy tháng nó bị luôn. Dạ, đầu mới vô nè. Người bán ở đó là bà xã em hay ai lắm? Dạ, bà xã em. Xã em mà họ thấy bán cũng được phải không? Dạ, cũng lây ra. Bên kia thì nó giá chỗ nhà em, nó dán chỗ này đường trái là có quán bán, dán nó mắng. Dạ, xoay lại. Vâng. Dễ bán hơn. Vâng. Xoay lại, xoay cái đó. Đó. Đúng rồi. Thank you.
nó vẫn trôi đây được không? Nhà kia đất nát mà đây cái con cái miếng lượng cũng trôi được. Cái lượng này cũng thừa lắm. Dính vô cái là biết là bao nhiêu lông rồi. Lớp mỡ nó bứt mình còn chạy được. Thank you.
sắm xong là ống sạch như mới luôn. Tại vì ở đây còn những ổ gan ở đây nhưng mà lâm đó. Nó lắng ở đó xong rồi nha, là nó lắng đây nó mới ra đây. Yeah. Ra để nó lắng hồn ở đây mà thành ra là nó ra ngoài trong thận nó không còn mở nữa. Yeah. Tụi nuôi lắng ba nơi á, nó mới ra tới nước phải như kia.